Ok, thì như mọi người đã thấy ở tiêu đề video rồi, thì với sự ra mắt của ba nhân vật mới, đó là Gendo và Winchi, và tiếp theo đó chính là Seth, thì chúng ta nên lựa chọn những nhân vật nào ở phiên bản 1.1 của Zelda Zone Zero đây, thì cùng với mình tìm hiểu nha. Nhưng mà trước đó thì nếu mà mọi người muốn ủng hộ cho mình thì mọi người có thể ấn like cái video này, bấm subscribe, ấn vào nút chuông, và cũng có thể ủng hộ thêm nếu mà mọi người có nhu cầu bằng cách ủng hộ cho Weibo Game ở dưới phần mô tả của video nha. Bây giờ chúng ta vào video thôi. Thì đầu tiên chúng ta phải nói sơ bộ về những nhân vật chúng ta sẽ có trong phiên bản 1.1 trước đã, đúng không? Thì chúng ta có Winchi, là một nhân vật mình không biết cách phát âm đâu nha. Có nếu mà mọi người biết cách phát âm thì mọi người hãy comment xuống phần bình luận để mà chỉ cho mình cách phát âm của tên bạn này á. Ok, nhưng mà đây là một người đại diện cấp S. Ừ, cấp S nha mọi người. Thì sẽ là người ở nằm ở nửa đầu phiên bản 1.1. Và là hệ lôi cộng với lại thuộc cái loại là khống chế, với lại phe phái đó chính là cùng phe phái Zhu Yuan là đội đặc nhiệm ha. Thì cái cách chơi của cô này á, nó là một cái kiểu cũng như là breaker bình thường thôi, và mọi người cũng phải cung nhưng mà phải combo đúng hơn một xíu so với lại những nhân vật hiện tại breaker chúng ta đang có, đó chính là Koleda này và cũng như là Anbi ha. Thì cái combo của Winchi sẽ hơi phức tạp hơn một xíu. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, trong việc sắp xếp đội hình của Winchi đó chính là cái kỹ năng mà hai cái kỹ năng ở, nếu mà mọi người qua cái phần kỹ năng á, mọi người sẽ thấy hai cái kỹ năng cuối á, sẽ có một cái kỹ năng chính của nhân vật với là kỹ năng cộng thêm. Thì cái cách để kích hoạt cái kỹ năng cộng thêm của Winchi nó rất là đơn giản ha mọi người. Nó thực ra nó chỉ yêu cầu mọi người là chơi một nhân vật cùng phe phái với lại một nhân vật là nhân vật attacker, nhân vật tiên phong thôi. Có nghĩa là mọi người chỉ cần chơi một là Elancho nè, mọi người chơi Zhu Yuan nè, mọi người chơi cả Billy Kid đó, ba nhân vật này nói chung là tiên phong là mọi người có thể chơi bạn này và nó sẽ kích hoạt được cái thiên phú cộng thêm của Winchi rồi. Nó khá là dễ chơi ha. Theo những gì mình biết nó sẽ là như vậy, và cho nên là đây là một nhân vật khống chế khá là mạnh để mà add thêm cho đội hình của mọi người. Tiếp theo chúng ta có là Gendo. Gendo sẽ là một nhân vật, vẫn là nhân vật S ha mọi người, và thuộc loại vật lý. Nhưng mà cô này sẽ là thuộc loại dị thường luôn. Gọi là cách chơi của cô ấy là dị thường, là những nhân vật mà tích cái điểm tích lũy dị thường á, để mà gây cái phản ứng dị thường một cách to nhất có thể. Thì mà một phân phát á, thì cái đam lớn nhất của khi mà đam dị thường lớn nhất á, nó mà nổ một phát thôi á, thì đó sẽ là đam vật lý. Cho nên là một nhân vật vật lý dị thường á, sẽ là một nhân vật rất là mạnh ha, đặc biệt là nhân vật 5 sao. Thì chúng ta hiện tại chỉ có đúng một nhân vật dị thường vật lý, đó chính là nhân vật 4 sao là Piper thôi. Bây giờ chúng ta đã có Gendo ở 1.1 là nhân vật 5 sao thì dị thường luôn. Cho nên là có khả năng là Gendo sẽ rất là đáng chơi với một chức vụ là nhân vật dị thường ha. Cái hệ gọi là cái phe phái của Gendo chưa rõ, nhưng mà theo những gì mà ông chú làm ở miHoYo của mình nói á, thì Gendo lại là người của đội đặc nhiệm luôn á. Đó, cho nên là chưa biết được cái này, chưa biết, chúng ta phải chơi 1.1 để chúng ta biết được Gendo thuộc hệ gì. Nhưng mà cái thiên phú cộng thêm của Gendo, cái điều kiện kích hoạt của nó là, một là mọi người có một nhân vật cùng phe thì cái phe của Gendo thì phải đợi coi sao như thế nào. Nhưng mà cái điều kiện thứ hai để kích hoạt á, đó chính là khi có một nhân vật cũng là dị thường luôn. Cho nên là nếu mà mọi người chơi á, thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi kiểu hai dị thường ha, hai dị thường trong team nếu mà mọi người có Gendo. Thì hiện tại ngoài Gendo ra chúng ta có thêm hai nhân vật dị thường khác, đó chính là Grace là nhân vật 5 sao và cũng như là Piper là nhân vật 4 sao. Nhưng mà Piper cũng là hệ vật lý chung nè, cho nên là hai người có thể chơi synergy khá là tốt với nhau. Hoặc là mọi người cũng có thể chơi Grace, bởi vì Grace là một nhân vật khá là mạnh, bởi vì đó cũng là nhân vật 5 sao. Cuối cùng là trong cái bản 1.1 của chúng ta có một nhân vật A mới. Nhân vật bậc A mới đó chính là Seth Lowell. Thì bạn này cũng là hệ điện giống như là Winchi ấy. Bạn Seth lại là thủ hộ. Seth thủ hộ hiện tại á, chỉ có mỗi Ben Bigger là thủ hộ thôi, cho nên là đây sẽ là nhân vật thứ hai thuộc lại thủ hộ và game cho chúng ta. Một phân phát nữa là theo cái thiên phú á, thì Seth là nhân vật tạo khiên theo tấn công, cho nên đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể build tấn công cho bạn này. Tại vì nhiều người mình cũng có cảm thấy là nhiều bạn không thích build theo kiểu phòng thủ ha. Mình cũng chưa biết tại sao lắm, nhưng mà nhiều bạn không thích build theo phòng thủ ha. Có khả năng là bị cái mát Genshin Impact, cho nên là hơi ngại phòng thủ xíu ha. Cái phe phái của bạn này cũng là đội đặc nhiệm luôn, cho nên là nó có thể hoạt động được với lại Zhu Yuan và Winchi, cũng là hệ lôi luôn, cho nên là Winchi hoàn toàn có thể chơi rất là tốt với lại bạn này. Và cái thiên phú cộng thêm của bạn này thì như một nhân vật bình thường thì sẽ kích hoạt khi mà có cùng hệ hoặc là cùng phe phái ha. Cho
nên là đây là một nhân vật bình thường thôi. Nhưng mà phân phát một cái là ngoài việc đạo khiên bằng attack thì bạn này bạn ấy còn úp cái tinh thông dị thường cho team mình nữa ha. Úp tinh thông dị thường và giảm kháng cho team team mình, cho nên là nhân vật này có khả năng sẽ là một nhân vật chơi rất là tốt với lại những nhân vật dị thường trong team. Cái khiên á, gọi là cái khiên của bạn này sẽ búp cái thêm cái tinh thông dị thường lên cho team mình. Ok, và tiếp theo đó chính là câu hỏi lớn nhất của chúng ta, nên chọn những gì ở 1.1 đúng không? Thì đây mình sẽ nói thẳng cho các bạn luôn, nếu mà các bạn sim thì chắc chắn là mọi người chọn cái con gì theo các bạn sim thôi, chứ mình không có ý kiến về chuyện đó hết. Nhưng mà nếu mà lựa chọn để hiệu quả nhất á, thì cơ bản chúng ta có Jhin là hệ hệ điện và là loại khống chế, và cái điều kiện kích hoạt rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần có nhân vật tiên phong hoặc là nhân vật cùng với hoặc là cùng phe phái là mọi người có thể kích hoạt được Jhin rồi ha. Cái thứ hai chúng ta có chính là Chendo. Chendo thì cũng là mọi người chỉ có cần nhân vật dị thường như là Piper này. Cái thứ hai là mọi người có nhân vật cùng phe phái là chúng ta đã có thể kích hoạt được Chendo rồi. Cuối cùng đó chính là chúng ta có Seth. Seth thì như một bình thường chúng ta cần nhân vật cùng hệ và nhân vật cùng cái phe phái thì chúng ta mới kích hoạt được ha. Ok, mình nói thẳng luôn thì hiện tại trong game á chỉ có đúng hai nhân vật khống chế, ba nhân vật khống chế, hai nhân vật 5 sao, thì đó chính là Anbi là nhân vật 4 sao, Koleda là nhân vật 5 sao, và tiếp theo chúng ta có đó chính là Lee Kaung ha. Nếu mà mọi người may mắn thì mọi người đã có một trong hai nhân vật này rồi, nhưng mà sẽ chưa có nhân vật thứ ba thì mọi người sẽ đang phải có khả năng là mọi người đã build Anbi để mà làm slot thứ hai, hoặc là mọi người chơi cái team hai 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 hỗ trợ luôn ha, hai hỗ trợ kiểu Sokaku rồi Rina các thứ luôn, mọi người không chơi cả 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 khống chế luôn. Nhưng mà trong game này nó được một cái là khi mà quái đang nằm thì cái đam gây ra của nhân vật lên con quái đó nó sẽ to hơn là khi quái nó không nằm. Okay, cho nên là cái nó sẽ đề cao cái vị trí của nhân vật khống chế hơn. Cho nên là nếu mà mọi người chỉ mới có anh bi hoặc là chỉ vừa mới có một nhân vật 5 sao hệ hệ khống chế thôi á, thì mình cũng khuyên là mọi người nên có thêm Yin Chi để mà mọi người chơi thêm có một con khống chế ha. Tại vì Yin Chi cái điều kiện kích hoạt nó đơn giản cho nên là rất là dễ luôn, và Yin Chi nó sẽ giúp cho đội hình của các bạn gây được lượng đam lớn hơn rất nhiều khi mà đối thủ quái đang nằm. Cái này mình nói hơi mình nói hơi bị cà lăm xíu, mọi người thông cảm. À, đặc biệt là trong những cái team tiên phong thì đam chủ yếu của mọi người nó là chính là đam của những nhân vật tiên phong, đó chính là Elenco nè và Soldier 11 hay là Billy Kid nè, hay là chúng ta có Anton đó, những nhân vật tiên phong. Thì cái việc mà mọi người có một nhân vật khống chế làm quái nó nằm giúp cho cái việc combo nó dễ dàng hơn, cộng với lại cái việc mà mọi người có tự tăng đam khi mà con quái nó đang nằm nó cũng sẽ giúp cho rất nhiều trong cái việc mà mọi người có DPS lớn hơn. Thì đó, nếu mà mọi người đang chơi DPS thì chắc chắn là mọi người nên roll Jhin Chi ha. Còn Chendo á thì hiện tại đó là một nhân vật dị thường có thể chơi duo. Mình chưa rõ cái gọi là phe phái của Chendo lắm, có thể Chendo thực sự là của phe cùng phe với Zhu Yuan luôn hoặc là có thể là không. Cho nên là nếu mà lúc mà Chendo ra mắt chưa có cái phe phái cố định á thì chúng ta vẫn có thể chơi cô ấy chung với một nhân vật dị thường để làm duo carry ha. Và cái kiểu chơi đó là kiểu chơi nguyên tố, và mọi người cũng nếu mà mọi người có chơi Genshin Impact thì mọi người cũng biết rồi, kiểu chơi nguyên tố rất là mạnh ha. Mọi người cũng không có cần phải đầu tư quá nhiều vào cái việc mọi người chơi nguyên tố nữa, cho nên là mọi người chỉ cần một là mọi người vác Piper này đó. Piper cũng là một con rất là mạnh cho những bạn free to play, nếu mà mọi người có theo dõi các tình hình về game thì Piper cộng với lại Lucy là một combo rất là mạnh cho free to play, bởi vì chỉ cần mọi người chỉ cần build cái tinh thông dị thường và khống chế dị thường là gần như có thể chơi Piper rồi. Một phản ứng hiện tại, phản ứng vật lý dị thường nó rất là mạnh trong game ha. Hoặc là mọi người nếu có Graze thì chơi với Chendo nó cũng sẽ rất là ổn, tại vì nó sẽ kích hoạt được cái thiên phú cộng thêm. Và biết tại sao là ổn không? Mọi người vẫn có thể kích hoạt được cái cộng thêm của Graze, bởi vì trong banner nửa sau banner Chendo á thì nếu chỉ cần mọi người không quá xui thôi là mọi người khi roll Chendo mọi người cũng sẽ được set luôn. Và set á sẽ là một con chơi khiên mà búp dị thường cho mọi người. Và do Seth cũng là một con hệ lôi cho nên là Grace cũng sẽ hút được cái này. Đó, thì nếu mà mọi người chơi cái team hợp lý nó sẽ là Chendo cộng Grace cộng với lại Seth là tạo ra thành một cái team dị thường rất là mạnh ha. Cho nên là nếu mà mọi người có sẵn Grace rồi á và mọi người gọi là đang chơi team Anbi nè, Grace với lại thêm một nhân vật khác á để carry á, thì mình nghĩ là mọi người có thể roll
Chendo về để mà chơi với Grace ha, hoặc là mọi người đang chơi Piper này cũng có thể run Chendo về. Còn khống chế thì đó mọi người biết rồi, hiện tại trong game mới có ba khống chế thôi. Còn cái thủ hộ hiện tại thì do Ben biết gỡ, thực sự không mạnh lắm, trừ khi là mọi người đi chơi chung với lại Kulida. Với lại thêm cái thứ hai á, là ông đó cũng búp cho tinh thông dị thường. Cho nên nói tóm lại thì theo mình, nếu mà mọi người chơi những cái con tiên phong cần lượng DPS của chính bản thân cái con đó lớn á, thì mọi người nên roll Yin Chi về để làm một con khống chế 5 sao thứ hai. Bởi vì chưa chắc là mọi người có thể roll được những nhân vật này trong ban đời thường, và nó sẽ tốn mọi người tới tận 300 lượt roll chỉ để có thể được chọn một trong các nhân vật này, thì nó sẽ không có quá là lợi và nó cũng sẽ tốn rất là nhiều thời gian ha. Đó thì nếu mà mọi người đang chơi tiên phong thì mình khuyên là mọi người nên roll những roll Yin Chi, cho nên là kiểu như mọi người đang chơi Yuan thì nó hơi khó luôn á, tại vì vừa roll Yuan xong phải roll Yin Chi ha. Còn nếu mà mọi người thích chơi dị thường hoặc là muốn thử cái kiểu chơi dị thường thì mọi người có thể roll Chendo về, và Chendo nó cũng sẽ rất là dễ build khi mà mọi người có được cả 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 set đi chung với lại trong banner đó để mọi người build, cộng với việc mọi người có sẵn một nhân vật 4 sao là Piper cũng là dị thường vật lý để mọi người có thể chơi chung. Và mọi người cũng có thể chơi chung với Grace với Chendo. Nếu mà mọi người đã chơi Grace rồi thì Chendo cũng sẽ là một lựa chọn tiếp theo rất là tốt ha. Đó, và cái này là ý kiến của mình. Mọi người sẽ roll gì ở trong bài phiên bản 1.1 này? Hãy để lại cái bình luận của mọi người ở phía bên dưới để bọn mình xem ha. Mình cá nhân mình á thì mình sẽ có một roll thì mình sẽ bấm ra con nào ra. Đó, vậy thôi. Cảm ơn mọi người. Nếu mà mọi người thích cái video này thì mọi người hãy cho mình một like, một subscribe để mà ủng hộ ha. Và mọi người có thể ủng hộ thêm bằng cách mọi người liên hệ với lại Weibo Game ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.